Em xin chào toàn thể các bác. Hôm nay là phiên ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Lan Rừng Tuyết Ca tại thành phố Cao Bằng. Hôm nay thì em có về một số loại địa lan và phong lan để phục vụ các bác ngày lễ. Và một số cái dề thuần, dề nguyên bản nữa. Thì hôm nay em có một số dề, như sau em xin giới thiệu luôn. Một số dề phi điệp thuần này, với cả một số nguyên bản. Đầu tiên là em xin giới thiệu cái dề trầm vàng. Dề trầm này có giá là 150.000. Cái này thì dân thuần đã được 1 năm. Đấy. Nó cũng đã ra rễ, nhưng mà rễ chưa nhiều lắm thôi, nó vẫn bám hết rồi. Phía trong này, rễ trắng này. Đó. 150.000 cái bảng trầm vàng này các bác nhé. Đang nở 3 bông hoa. Bảng tiếp theo là hạc vĩ. Đấy, hạc vĩ có giá là 150.000. Cái dề hạc vĩ này thì gồm có một ngọn hoa này, hai ngọn này, có ba ngọn hoa các bác nhé. Đấy, ba ngọn hoa đây ạ. Đó. Gỗ này thì em cũng không biết là gỗ gì, nhưng mà rất là chắc. Đây. Gỗ thì rất là chắc luôn. 150.000 bảng hạc vĩ này. Tiếp theo là các cái bảng điệp. Bảng điệp dân đã thuần được hơn 1 năm rồi. Số 1. Tất cả đều có giá 200.000 các bác nhé. Đây, điệp số 1 đây. Những cái túi lưới này là dân người ta không có phân dê các bác ạ. Họ cho phân trâu vào, trâu phân bò vào. Đấy. Số 1 có giá là 200.000. Đó. Số 2. Số 2 cũng có giá là 200. Đây. Lá nhựa các bác nhé. Lá nhựa rất là dày. Đấy. Số 2 200. Số 3. Đây là số 3 cũng có giá là 200 ạ. Dễ mọc tua tủa rồi. Mỗi cái bảng này thì đều có một mầm và một thân năm nay sẽ ra hoa các bác nhé. Đấy. Số 4. Số 4 đây. Cũng có giá là 200. Thân rất là mập, thắt ngọn rồi. Lá nhựa dày. Đây là phân phân trâu này. Đấy. Họ bảo không có phân dê. Là họ cho phân trâu vào. Cũng không ảnh hưởng gì cả. Nó còn tốt hơn phân dê, nhưng mỗi tội là nó hơi mất vệ sinh một chút. Thì nếu mà các bác mua thì không muốn để thì em có thể bỏ cái phân này ra. Về chúng ta cho phân dê vào cũng được. Nó đỡ mất vệ sinh cái hộp hàng. Đấy. Còn em lấy về em vẫn để nguyên như thế, cũng chưa có thời gian mà chỉnh sửa cái gì cả. Đây là số 5. Lá hơi tím này. Có 2-3 dề lá hơi tím. Đây, dễ nó mọc đây rồi. Đây là 5 cái hình điệp. 5 cái bảng điệp thuần. Tiếp theo là cái dề điệp số 6. Dề điệp số 6 có giá là 1.500.000. 1.500.000 các bác nhé. Để lên đây các bác nhìn rõ hơn này. Đó. Số 6 này. Số 7. Để điệp số 7 cũng có giá là 1.500.000. 1.500.000. Cái này cũng là dân thuần được khá lâu rồi. Số 8. Số 8 có giá là 1.000.000. Này gồm có hai khóm. Đây là nguyên bản. Số 9. Số 9 có giá là 1.000.000. Đây cũng là nguyên bản.
Tất cả đều là nhựa các bác nhé. Đây là các cái hình phi điệp tím Cao Bằng các bác nhé. Hoa thì sổ số, hàng rừng nên là cũng chưa biết mặt hoa. Tiếp theo em xin giới thiệu từ cái chỗ này đi. Đấy là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng em bán giá là 80.000 một cân ạ. 80.000 một cân nhất điểm hoàng. Hàng nó cũng thành bụi nhưng mà bụi cũng không được to lắm. Đấy, như này thôi. Cái này cũng rất là dễ thuần. Em thấy để này mà nó còn ra rễ này. Đây này, đấy, ra rễ ra mầm mà. 80.000 một cân. Tiếp theo là hài vệ nữ. Hài vệ nữ hay còn gọi là hài lông hoặc là tiên hài ấy. Em bán giá là 50.000 một cân ạ. 50.000 một cân. Hài hương. Hài hương hôm nay em có 2, 4, 6, 7 suất. 7 suất hài hương, mỗi suất là 200.000 các bác nhé. Đấy, một số cũng đang nụ đấy. Nhưng mà cái nụ nó cũng bị xây sát rồi. Do vận chuyển thì cũng không tránh được. Đó, mỗi phần như thế là 200.000. Hôm nay thì ít dề lắm, đa số là cây lẻ thôi. Có được cái hình này, có cái dề này gọi là to nhất trong cái lô hàng. Còn lại là đa số là cây lẻ. Tiếp theo là hài dâu. Hài dâu xanh. Mỗi suất như này là 60.000 các bác nhé. 60.000 một suất hài dâu ạ. Đấy, em cũng có 4 suất thôi. 4 suất hài dâu xanh. Hài mốc hồng. Hài mốc hồng hôm nay về cái lô này nó do cây nó nhỏ. Nên là em để giá là 120.000 cho các bác nhé. 120.000 một cân. Hài Helen. Hài Helen hôm nay thì dân có tỉa tót dễ khá là kỹ rồi. Đấy, và hôm nay thì em bán giá là 350.000 một cân. Đấy. 350.000 một cân hài Helen. Hài Trần Liên cũng 350.000 một cân. Hài Trần Liên 350.000 một cân. Bóc đô là 130.000 một cân các bác nhé. Bóc đô là 130 một cân. Kiếm lô hội là 50.000 một cân ạ. Kiếm lô hội ở cái rừng này thì nó mới đang nhú nụ thôi đây này các bác ơi. Đấy, tới nay chúng ta có thể được chiêm ngưỡng hoa mà không sợ bị ảnh hưởng. Vì cái này đây này. Đây này, vòi hoa này các bác ạ. Nó mới đang nhú thôi. Đó. Mới bắt đầu nhú vòi hoa lên thôi. Cái này thì hoa sổ số hàng rừng. Tiếp theo là Mạc Xuân. Mạc Xuân thì hôm nay em còn bằng này cũng chưa cân, cũng không biết là còn bao nhiêu. Nhưng mà bởi vì nó lẫn lộn với cái cây bò ăn, bò gặm khá là nhiều. Nên là cái lô này em bán giá là 80.000 một cân. Ưu tiên cho các bác lấy hết nhé. Chỗ này em đoán chắc là khoảng tầm 1 cân rưỡi này. 80.000 một cân. Bạch Ngọc đuôi công 450.000 một cân. Hoa nở Tết âm lịch, màu trắng hồng, hoa rủ và rất là thơm. Tiểu kiếm Caran là Caran hoa xanh. nở vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 dương lịch. Đấy, đây là một trong những cái loại địa lan, loại kiếm khá là hiếm rồi. Em bán giá là 150.000 một cân. Tiếp theo phi điệp vàng. Phi điệp vàng hôm nay thì cũng chỉ có bằng này. Cái chỗ này là em chưa kịp tỉa rễ các bác nhé. Hàng vừa về, chưa có thời gian mà tỉa tót nữa. Lát nữa quay xong thì trong thời gian chờ các bác chốt hàng thì em sẽ cho người tỉa, cắt tỉa rễ gọn gàng. Em bán giá là 100.000 một cân phi điệp vàng. Tiếp theo là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên em bán giá là 220.000 một cân các bác nhé. 220.000 một cân. Sơn thủy tiên hôm nay rất là đẹp. Đấy. Lô này rất là xanh này. Tiếp đến là kim điệp nhựa.
kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Đấy, cánh nhựa, cánh sáp đấy, hoa cực kỳ là thơm luôn. Và lô hôm nay cũng đẹp, thân rất là mập mạp. À, cái kim điệp này em bán giá là 220.000 một cân các bác nhé. Đấy, như những phiên trước thì em cũng chỉ bán giá 200 thôi, nhưng mà do là bây giờ dân người ta lên giá rồi, bởi vì kiểm lâm làm khiếp quá nên là dân người ta lấy được cái số lượng cũng có hạn, lên giá thì thành ra em phải bán đắt lên một chút chút thôi, 220.000 một cân. Tiếp theo là em có vảy rồng. Vảy rồng thì em đã chia thành các hình các bác nhé. Đây, em xin giới thiệu cái hình vảy rồng số 1 nguyên bản, có giá là 150.000. Đây, em xoay tròn cho các bác xem. Đó, cái cây vảy rồng này nó mọc kín hết cả cái khúc gỗ này rồi. Đấy, cái này là hàng nguyên bản, giá là 150.000 số 1 các bác nhé. Dây vảy rồng số 2 có giá là 180.000 ạ. Vảy rồng số 2, cái này thì không phải là hình tròn, cái khúc cây này nó uốn lượn một chút. Đó, để em giờ quay xa xa một chút cho các bác nhìn rõ hơn. Đây, đấy, như này các bác có thể quan sát rõ hơn. Đấy, em quay xung quanh cho bác xem. Cái này thì nó cũng mọc kín hết xung quanh rồi, chẳng qua cái khúc gỗ nó không tròn, và nó cái số lượng cây thì nó được nhiều hơn là cái dây số 1. Dây này 180.000 số 2 các bác nhé. Dây vảy rồng số 3. Số 3 có giá là 120.000 ạ. Đây cũng là khúc nguyên bản. Đấy, cái này về những khúc này về các bác chỉ việc treo lên thôi và giữ ẩm cho nó. Đấy, rồi là thêm phân hoặc là thỉnh thoảng thì tưới B1 vào cho nó tốt thôi, chứ không bỏ công ra ghép nữa. 120.000 ạ, khúc thứ 3. Và cái hình vảy rồng em gọi là hình thứ 4 đi, để em quên không để số. Đây là 50.000. Cái này thì không phải dề nguyên bản, nó là hàng rời bóc này, hàng bóc này. Đấy, cũng bóc ra từ cái cây nó tròn tròn và rất là nhiều lá này, đẹp. Cái dề này thì nó rụng ra một chút cái phần đây bên dưới này. Đây, và đây nữa. Đấy, tất cả chỗ này là 50.000 các bác nhé. Em gọi là vảy rồng số 4 đi, hoặc là hình rời đi. Tiếp theo là em có một cái bó nghệ tâm. Một cái bó nghệ tâm này em bán giá là 70.000 ạ. Nhà nghệ tâm Cao Bằng nhé. Đây, vẫn còn mặt hoa này khá là tím, nhưng mà do là hết cũng sắp hết mùa hoa rồi, với cả vận chuyển thì hoa nó cũng bị dập nát một chút. 70.000 cái bó này ạ. Tiếp theo là tóc tiên. Tóc tiên em bán giá là 150.000 một cân các bác nhé. 150.000 một cân tóc tiên. Cái này hoa màu trắng và được rất là bền, chắc phải đến tầm gần 2 tháng ạ. Tiếp theo là Vanda. Vanda cái lô hôm nay thì nó không được đẹp lắm. Đấy, thế nên là bác nào có nhu cầu sưu tầm thì em để lại giá là 80.000 một cân thôi ạ. Vanda hôm nay em bán giá là 80.000 một cân thôi các bác nhé. Đấy, bởi vì em nhìn em cũng không ưng mắt lắm, cây nó cũng không được đẹp lắm. Đó, có một số thì vẫn gọi là được nhưng mà số ít thôi. Đấy, em bán là 80.000 một cân. Tiếp theo là giáng hương đuôi cáo. Cáo này thì em bán giá là 200.000 một cân các bác nhé. 200.000 một cân, hàng đang nụ. Và một bó như này là 5 lạng ạ, là 100.000. Đấy, các bác nếu mà sưu tầm thì cũng chỉ cần một tầm một bó này là chúng ta có thể ghép được khoảng tầm 3 giò đến 4 giò rồi. Đó, mỗi giò khoảng tầm 3-4 cây. 100.000 một bó này là 5 lạng, và em bán cân là 200.000 một cân. Tiếp theo là bầu rượu. Bầu rượu hay gọi là lan bạc diệp ạ, em bán giá là 100.000 một cân ạ. Đây, củ nó vừa vừa,
không to lắm. Còn cái lô đùi gà này thì có khách đặt rồi. Khách đặt rồi nên là thôi em không giới thiệu nữa. Tiếp theo là quế lan hương. Quế lan hương thì em bán một bó này là 190.000 các bác nhé. 190.000 một bó quế này ạ. Một bó thì trung bình khoảng từ 3 đến 6 cây. Nó tùy bó. Quế thì hôm nay em quay được một tí lên rồi. Bây giờ giá thì rất là cao. Giá nhập rất là cao rồi. Quế lan hương 190.000 một bó này. Xanh đẹp. Tiếp theo là giáng hương tam bảo sắc. Một số thì đang nụ các bác nhé. Sắp đến mùa hoa giáng hương rồi. Cây này là cây cáo lẫn sàng. Hàng giáng hương tam bảo sắc này em bán giá là 180.000 một cân ạ. 180.000 một cân. Một số cây là lá xếp. Đấy, một số thì lá lướt. Cái loại giáng hương tam bảo sắc này thì là nó cũng hơi nhăn nhăn một chút này. Về các bác dưỡng này nó lại tươi lại như cũ thôi. Không vấn đề gì đâu. Em bán giá là 180 một cân. Tiếp theo là cây huệ đồng. Huệ đồng thì hôm nay hàng này nếu mà các bác lấy thì em gửi chậm cho các bác thoải mái nhá. Để cho các bác sưu tầm thôi. Rất là khủng khiếp này. Cái huệ đồng này hôm nay em có xem nào. 2, 4, 5 cây. 5 cây thì em bán giá là 50.000 một cây các bác nhá. Đấy. Đây là cây nhỏ nhất đây. Cây nhỏ nhất trong cái lô này. 50.000 một cây này ạ. Đấy. Bác nào lấy thì em đóng em riêng huệ đồng này thì em sẽ gửi chậm thôi. Không gửi nhanh, rất là nặng. Nặng và cồng kềnh nữa là nó cứng uốn không được nữa các bạn. Tiếp theo là em có hai cái rề nghệ tâm. Hai cái rề nghệ tâm này thì gọi là nguyên bản nhưng mà cái gỗ của nó cũng đã te tua rồi. Đấy. Cái gỗ này rất là nhẹ thôi các bác nhé. Vận chuyển thì cũng không tốn cước đâu. Thì về các bác có thể bẻ ra để chúng ta đặt luôn cả cái miếng gỗ này vào chậu và chúng ta thêm giá thể vào. Thì đỡ phải bóc ra rồi đến lúc ghép lại thì cây nó sẽ lâu hồi hơn. Đấy. Này gỗ này mục hết rồi này, rất là nhẹ này. Và em bán hai cái rề nghệ tâm này là 100.000 ạ. 100.000 cho cả hai rề này các bác nhé. Tiếp theo là các cái hình nguyên bản da báo. Da báo. Em có hình số 3. Hình số 3 có giá là 150.000. Đấy. Hoa thì đã qua mùa rồi. Hình số 3 150.000 này. Hình số 5. Hình số 5 có giá là 100.000. Đây ạ. Dễ. Bán liền xiển hết. Đây là hình số 5. Có giá là 100.000 các bác nhé. Hình số 6. Hình số 6 dề này có giá là 200.000 ạ. Ui, con dẹp đỏ. Hình này có giá là 200.000. Tiếp theo số 11. Số 11 thì gồm có 2 dề. Có giá là 120.000 cho hai cái dề này các bác nhé. Đây. 120.000 hai dề này ạ. Số 7, hình số 7. Có giá là 100.000. Đây. Cây đây. Đấy, 100.000 cái dề này. Hình số 8. Hình số 8 có giá là 170.000 ạ. Gồm có 2 cây. Đây. Đây hình số 8, 170. Em còn có mấy cái rề cáo nguyên bản đây.
Dề cá nguyên bản số 1. Đây, tí nữa em sẽ dán số vào. Đây là cây số 1. Có giá là 100.000 các bác nhé. 100.000 cây này ạ. Đấy. Đang nụ. Đây là số 1 này. Tiếp theo dề số 2. Dề số 2. Cây này có giá là 90.000 ạ. 90.000, số 2. Đấy. Dề số 3. Số 3. Cây này có giá là 70.000 ạ. 70.000, cái cây số 3. Và cây số 4, dề số 4. Khúc này có giá là 100.000 ạ. Vòi hoa đây, cái này gồm có 2 ngọn các bác nhé. Đấy, ngoài ra thì em còn có cái dề cáo thuần này. Có giá là 1.200.000. Đây là toàn là cây xếp. Cây rất là khủng luôn. Và có 7 hay là 8 vòi nụ gì đấy. Hôm trước em đếm mà quên mất rồi. À, cái khúc này có giá là 1.200.000 các bác nhé. Và còn một cái khúc nữa. Cái khúc này. Đây, khúc này có giá là 700.000 ạ. Cái này thì đặt lên đây cho các bác nhìn rõ. Đó. Có một cái ngọn bên dưới kia rất là to mà không biết là làm cái gì. Để cho các bác có thể nhìn rõ. Đây. Đó. Đây cái ngọn này. Cây này rất là to này. Đấy, cái dề này là 700.000 các bác nhé. À, tiếp theo em còn hai cái mặt hàng nữa, đó là ngọc thạch 3 màu, em bán giá là 180.000 một cân ạ. Mùa này thì các bác ghép mà các dòng hoàng thảo là hợp lý rồi. Ngọc thạch 180.000 một cân. Hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi. Em bán giá là 220.000 một cân ạ. Hoàng thảo vôi 220.000 một cân. Đấy, cái lô này thì mầm khá là cao rồi này. Về các bác chăm nữa là ok. Đặt vào chậu nữa là xong. Hoặc là ghép vào giá thể. Đấy là những cái mặt hàng của nhà em ngày hôm nay. Hôm nay thì có về thêm ít kiều nữa, nhưng mà có khách đặt rồi. À, em xin phép dừng video ở đây ạ. Chúc cả nhà có một cái kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ nhé. Ngoài những cái mặt hàng em vừa giới thiệu thì em còn có các cái bảng phi điệp Pháp ạ. Em vẫn bán giá là 250.000 một bảng. Và các bác liên hệ mua lan với em qua số điện thoại 0914 996 482 các bác nhé.